Công ty Minh Motor xin giới thiệu với các bạn các liền motor có trục ra vuông góc 90 độ so với trục vào G319 FDV là loại công lý công lực và IGV là loại có thể quay 360 độ mọi hướng và treo được ở trên cao. Sau đây là mẫu điện đóng GV, đầu vào là mặt bích, đầu ra là công âm với motor 90W bốn cực điện được kết trục vào là 9mm lắp dàn lốc xe 30 trục chân đầu ra là 14mm với motor 180W bốn cực điện có được kết trục vào là 11mm lắp dàn lốc xe 40 trục chân lỗ ra là 18mm với motor 0.37kW 4 bình điện được kết trục vào là 14mm lắp dàn lốc xe 50 thì giá trị từ phần 10 đến 1/80 lắp với xe 63 thì giá trị cho 1/80 được kinh lỗ ra của dàn lốc xe 50 và xe 63 là 25mm với motor 0.75kW 4 bình điện được kết trục vào là 14mm lắp dàn lốc xe 63 thì giá trị từ phần 10 đến 1/80 lắp với xe 75 thì giá trị cho 1/80 với motor 1.5kW 4 bình điện được kết trục vào là 24mm lắp dàn lốc xe 75 thì giá trị từ phần 10 đến 1/40 và lắp với xe 90 khi cần điện chỉ từ phần 40 trở lên. Đường kính lỗ ga của dàn lốc xe 75 là 28mm. Với motor 2.2kW có cực điện được kết trục vào 28mm lắp dàn lốc xe 90 khi chỉ từ phần 40 trở xuống. Đường kính lỗ ga của dàn lốc xe 90 là 35mm. Với dàn lốc GV xe cỡ 110, 130, 150 mỗi sản phẩm được làm bằng gang. Với motor 3.2kW có cực điện được kết trục là 28mm dàn lốc xe 110 để duy trì được phần 30 trở xuống. Đường kính lỗ ga của dàn lốc xe 110 là 42mm. Với motor 5.5kW 4 cực điện được kết trục vào là 38mm lắp dàn lốc xe 150 để duy trì được phần 10 đến phần 60. Đường kính lỗ ga của dàn lốc xe 150 là 50mm. Thank you.